Xin chào tất cả các bạn. Có lẽ ai trong số chúng ta cũng đã từng có một cái tuổi thơ lớn lên cùng với những cái tựa game thẻ bài quen thuộc. Ví dụ như là Hearthstone này, hoặc là Pokemon, hoặc là Yu-Gi-Oh. Để rồi khi mà công nghệ blockchain bắt đầu xuất hiện và khi mà thị trường GameFi trở nên bùng nổ vào cuối năm 2021, thì người ta lại bắt đầu chứng kiến sự xuất hiện của những cái tựa game thẻ bài thế hệ mới, vừa đem lại những cái trải nghiệm thân thuộc đối với người chơi mà lại vừa mang đến những cơ hội kiếm tiền cho người dùng. Ví dụ như là AC Infinity này, hoặc là God Unchained này, hoặc là Cybone. Đó, ví dụ như là vậy. Và tất nhiên thì cùng với lại sự lụi tàn dần đi của cái xu hướng GameFi trong cái khoảng thời gian sau đó, thì người dùng cũng bắt đầu trở nên ít quan tâm hơn đến những cái thể loại game này, và đa phần những cái dự án đều bắt đầu đi vào quên lãng. Tuy nhiên thì gần đây cộng đồng crypto lại bắt đầu trở nên xôn xao về một cái tựa game thẻ bài mới có tên là Fantasy Top. Điểm đặc biệt của tựa game này ở chỗ là thay vì thiết kế và tạo ra những cái nhân vật ảo trong game, thì dự án này lại lựa chọn là sử dụng những cái KOL trên nền tảng mạng xã hội Twitter. Vậy thì Fantasy Top là gì? Cách chơi và tiềm năng của dự án này ra sao? Thì hãy cùng mình xem video ngày hôm nay nhé. Mình là Tiến, đến từ Coin68 TV. Ok, đầu tiên thì Fantasy Top là một dự án được xây dựng trên là Layer 2 là Blast, lấy cảm hứng từ những cái tựa game thẻ bài truyền thống như là NBA Top Shot hoặc là FIFA chẳng hạn. Thì nơi đây thì người chơi sẽ xây dựng những cái đội hình của mình để thi đấu với các đối thủ khác để tìm kiếm những cái phần thưởng. Thì dự án đã thu hút được sự chú ý rất là lớn đến từ cộng đồng crypto trong những ngày đầu testnet hồi tháng 4 vừa qua, nhờ vào những cái bài siêu của những cái nhân vật cũng gọi là có tiếng trong ngành, ví dụ như là Anselm hoặc này, hoặc là CEO của Tensor này, đó, vân vân. Thì tuy nhiên, điểm đặc biệt mà tạo nên cái tên tuổi của dự án Fantasy Top này đó là việc là dự án đã kết hợp thành công cả hai yếu tố, đó chính là GameFi và SocialFi hiện đang rất hot hiện nay, để mang đến cho người dùng những cái trải nghiệm quen thuộc nhất trong thị trường crypto. Cụ thể hơn thì những cái thẻ bài trong Fantasy Top sẽ đại diện cho những cái KOL trong thị trường crypto trên nền tảng mạng xã hội Twitter. Sale và độ hiếm cũng như là điểm thuộc tính của những cái thẻ bài này sẽ dựa trên sự nổi tiếng cũng như là cái độ tương tác trên Twitter của các KOL tương ứng. Kể từ thời điểm ra mắt thì Fantasy Top đã cho thấy những con số khá là ấn tượng, như là khối lượng giao dịch đạt đến hơn 16.500 ETH, tương ứng với khoảng 50 triệu đô ở thời điểm hiện tại, thu về hơn 10 triệu đô tiền phi kể từ thời điểm ra mắt vào ngày 1 tháng 5 vừa qua. Lượng user hoạt động trong tuần vừa qua cũng đạt mức đến hơn 20.000 user, thu về đến hơn 3,2 triệu đô chỉ trong riêng tuần vừa qua. Ngoài ra thì dự án Fantasy Top cũng đang được khá là nhiều những KOL nổi tiếng trong thị trường crypto quan tâm đến. Thì nhìn chung á, thì dự án Fantasy Top có cách chơi khá là đơn giản, tương tự như các tựa game thẻ bài truyền thống. Thì người chơi sẽ thu thập những cái thẻ bài để thi đấu với nhau nhằm tìm kiếm phần thưởng. Dự án sẽ tổ chức những cái giải đấu hàng tuần, bao gồm là Main Tournament hiện tại đang ở Season 2, cùng với một vài Sub-Tournament khác để người chơi có thể tham gia và tìm kiếm phần thưởng. Main Tournament sẽ được chia thành 5 league khác nhau, được xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Người chơi sẽ bắt đầu từ league thấp nhất, và sau một season á, thì dự án sẽ có một cái cơ chế để quyết định là cái số lượng người chơi được thăng hạng lên league cao hơn. Ví dụ như ở season 1 vừa qua thì sẽ là 50% người chơi top đầu sẽ được thăng hạng lên league cao hơn. League càng cao thì cái phần thưởng mà người chơi sẽ nhận được sau khi kết thúc tournament cũng sẽ càng lớn. Và mỗi người chơi sẽ cần 5 thẻ bài khác nhau để có thể tham gia giải đấu. Ở thời điểm hiện tại sẽ có 2 cách để người chơi có thể kiếm được thẻ bài. Thứ nhất là mua pack thẻ. Mỗi pack thẻ hiện tại đang có giá thị trường khoảng 0,4 ETH, tương đứng với khoảng là hơn 1.000 đến 1.200 đô, và có thể mở ra 5 thẻ khác nhau. Mặc dù việc mở pack có thể giúp cho người chơi kiếm được những cái KOL nổi tiếng và có độ hiếm cao, tuy nhiên thì với mức giá sàn của các thẻ có độ hiếm common hiện tại tương ứng với khoảng 0,013 ETH thì nguy cơ đối diện với thua lỗ nặng khi mà mở thẻ vẫn là khá cao đối với lại một user bình thường. Cách thứ hai là có thể mua trực tiếp trên Marketplace. Người chơi có thể tùy ý lựa chọn cái thẻ bài phù hợp với lại ngân sách của bản thân để xây dựng một cái đội hình và tham gia tournament. Ok, trước khi bắt đầu mỗi tournament thì Fantasy Top sẽ dựa vào cái engagement metric của các KOL tuần trước đó để tính toán cái điểm thuộc tính và mức sao cho các thẻ bài tương ứng. Người dùng có thể dựa vào cái chỉ số này để chuẩn bị cho mình một cái đội hình phù hợp để tham gia giải đấu. Ngoài ra thì mỗi thẻ bài sẽ được chia thành 4 cái độ hiếm khác nhau, là Common, này, Rare, Epic và Legendary. Tương ứng với mỗi một độ hiếm thì cái chỉ số thuộc tính của thẻ bài cũng sẽ tăng lên. Ví dụ nhé,
common thì sẽ có một cái mức điểm, ví dụ như là 200 đi, thì cái thẻ bài rare thì sẽ nhân khoảng 1,5 lần cái mức điểm đó lên, tức là khoảng 300 điểm. Mà thẻ epic thì sẽ gấp 2 lần, tức là khoảng 400 điểm. Và thẻ legendary là khoảng 2,5 lần, là tức là khoảng 500 điểm. Thì người chơi cũng có thể ghép 5 thẻ common để nhận về một thẻ rare, hoặc tương ứng là 5 thẻ rare để nhận về một thẻ epic. Bên cạnh đó, trong cái khoảng thời gian mà người chơi tham gia tournament thì các chỉ số cũng sẽ được update liên tục. Thế nên là các KOL với cái mức độ hoạt động và cái khả năng tương tác càng cao thì những cái chỉ số này cũng sẽ ngày càng tăng. Tuy nhiên thì những cái thẻ bài mà người chơi đã mang đi tham gia tournament thì sẽ không được list trên Marketplace được nữa, mà phải đợi đến khi mà cái giải đấu kết thúc. Giải thưởng hiện tại mà người chơi nhận được sau khi các tournament đã kết thúc đang bao gồm là Blast Gold, được sử dụng để có thể nhận được Aerox từ Blast sau này. Fantasy Point có thể được dùng để nhận Aerox từ dự án Fantasy sau này. Và Fantasy Star có thể được sử dụng để nhận những cái phần thưởng hàng tuần. Và cuối cùng là những cái thẻ bài ngẫu nhiên. Về nhà đầu tư và đối tác thì hiện tại dự án Fantasy Top đã nhận được tiền đầu tư từ những cái quỹ như là Alias DAO này, Manifold này, Fabric Venture. Ngoài ra còn có sự góp mặt của những cái KOL tên tuổi trong thị trường crypto, ví dụ như là Ryan Sekis là CEO của Mastery, Jason Yano là founder của Blockwalk, hoặc là Santiago Rosantos là một Web3 investor khá là có tiếng trong thị trường crypto. Cùng với đó là khá là nhiều những cái KOL tên tuổi khác. Tuy nhiên thì dự án vẫn chưa tiết lộ cái số tiền kêu gọi được cũng như là định giá của dự án tại vòng này. Bên cạnh đó thì những cái thông tin liên quan đến là chính cái đội ngũ phát triển của dự án, tokenomics của dự án cũng như là lộ trình phát triển trong tương lai của Fantasy Top cũng không được đề cập đến từ phía dự án. Ok, thế còn tiềm năng của dự án Fantasy Top thì sao? Điểm đầu tiên mà mình thấy khá là hài lòng đối với lại dự án này đó chính là cái việc đội ngũ phát triển của họ luôn có những thay đổi và cập nhật nhanh chóng để khắc phục những cái hạn chế của tựa game kể từ khi mà Fantasy ra mắt. Ví dụ như là cơ chế phát hiện boss spam này, hoặc là việc điều chỉnh các chỉ số của những cái thẻ bài hàng tuần. Điều đó giúp mình là khá là tin tưởng vào cái việc mà dự án luôn sẽ có một cái định hướng để phát triển lâu dài. Bên cạnh đó, người chơi khi tham gia Fantasy cũng sẽ có cơ hội nhận được Fanpoint và Blast Gold. Đây cũng là một cách để cho người dùng có thể có cơ hội để vừa nhận được cái Aerox đến từ phía Blast và cũng vừa nhận được Aerox đến từ dự án Fantasy Top. Ok, cuối cùng là ở thời điểm hiện tại thì Crypto Market đang trải qua một cái giai đoạn điều chỉnh sau một cái khoảng thời gian tăng trưởng khá là nóng kể từ tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên thì dòng tiền vẫn sẽ cần một nơi nào đó để có thể luân chuyển. Và mình tin rằng với cái sự kết hợp đặc biệt giữa hai yếu tố đó chính là SocialFi và GameFi của Fantasy Top thì dự án này sẽ có một cái tiềm năng để tăng trưởng khá là lớn trong cái khoảng thời gian ngắn sắp tới. Ok, trên đây là những giới thiệu và hướng dẫn để tham gia dự án Fantasy Top. Video lần này đến đây là kết thúc rồi. Nếu anh em cảm thấy video lần này hay và bổ ích thì cho mình xin một like, một subscribe và đừng quên nhấn chuông thông báo để luôn nhận được những thông tin mới nhất đến từ đội ngũ của Coin68 TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.